Welcome to Vietglish Fun Q&A Edition! On today's episode, I'm going to answer all your submitted questions. So let's get started! So basically, my sister told me, Gate, you should upload a video of you translating an English song word for word in Vietnamese. And so that's what I did! So here are some clips of me translating things word for word before Vietglish Fun. Làm sao mà em biết cái gì nó không có đúng bây giờ? Ô bé ơi, tôi không có nên cho anh đi. Bây giờ không có thấy anh bây giờ. Cho em biết anh muốn cái gì? Cho em biết bây giờ, tại vì em cần biết. Biết bây giờ. Cô đơn bây giờ giết em và em phải khai em còn tin bây giờ không với anh em mất cái đầu cho em biết đánh em một lần nữa bây giờ thì đi ra cái đầu tôi đi vô cái lịch tại tôi không biết cái gì đây thì cần cái đó đi ra cái đầu tôi ai à, đi vô là cuộc đời tôi không biết cái gì nhưng mà tôi còn cái đồ đó rồi anh có đồ đó. Kayla xin mời lớn lên ở nước ngoài. Next question. Yes. Em không biết anh thấy sao? Em cảm giác 22, cái gì cũng không có sao. Hỏi em bên I hope you guys enjoyed this video. Please stay tuned for part 2 next time. Thank you for watching. Bye bye. Ông nội ơi.